Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số thực phẩm có chức năng giải độc cho cơ thể. Đầu tiên có thể phải kể đến một thực phẩm rất là phổ biến nhưng mà tác dụng của nó thì không phải ai cũng biết, đó là củ cải. Củ cải là một loại thực phẩm giàu nước, vitamin C, canxi, phốt pho, carbon hydrate và một lượng nhỏ protein sắt cùng với một số vitamin khác. Và đặc biệt trong củ cải có chứa chất làm lợi và giúp cho việc tiêu độc cho cơ thể. Thực phẩm tiếp theo phải kể đến đó là nho. Nho có chứa nhiều polyphenol, một chất chống oxy hóa rất là mạnh, giúp chúng ta ngăn ngừa cái sự hình thành các vết nám, các vết sạm trên da. Vì thế mà người ta thường hay sử dụng các chiết xuất của nho trong việc sản xuất các mỹ phẩm chống lão hóa. Và ngoài ra thì nho còn có tác dụng cải thiện thị lực. Thực phẩm tiếp theo là măng tây. Và các nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy rằng măng tây là một loại thực phẩm có lượng calo thấp và phần thân của nó chứa chất chống oxy hóa. Măng tây còn cung cấp nguồn chất dinh dưỡng mà rất là hiệu quả cho việc loại bỏ các khối u và chữa trị bệnh ung thư. Và cuối cùng đó là thực phẩm chúng ta thấy là rất quen thuộc hàng ngày, chính là hành tây. Trong hành tây có một loại thành phần hóa học có tác dụng thư giãn mạch máu và hạ huyết áp. Và nó cũng chứa một lượng nhỏ các loại axit amin lưu huỳnh. Bên cạnh là làm giảm mỡ máu thì nó cũng giúp chúng ta phòng chống xơ vữa động mạch. Vì thế mà người trung niên cũng như là người cao niên nên sử dụng nhiều hành tây. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình mình.